con đang gõ nhà không hợp tác kìa. Để rồi cứ thả ra đi sao không ăn xong không gặp ba phải lên trời luôn. Chắc là nhớ bố mẹ. Nhưng trong mà bố rõ ràng là một chén của ba, một chén của má, một chén của em, rồi bữa cơm gia đình mà xong rồi ăn xong rồi gặp ba phải lên trời luôn. Ừ, thì nghe ghê đấy.